xin chào các bạn. Hiện tại thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần nhưng mình vẫn phải đi làm, và vừa ăn cơm trưa xong thì bây giờ là vừa được tặng một quả bưởi, bưởi đường lá cam chính hiệu tại Đồng Nai. Một quả bưởi này trị giá bao nhiêu chị Hân nhỉ? Chị Hân 70k. Trái bưởi này là 70.000. Và chị nói một xíu về cái chú trong bưởi này thì như thế nào chị nhỉ? Chị cứ nói đi. Bưởi này thì là của cái chú gì đó? Bưởi này là của chú Nam Huệ. Chú Nam Huệ là một trong những người đầu tiên mà trồng được cái bưởi này gọi là ngon nhất ở khu vực phía Nam. Và bưởi này thì ở ngoài bên ngoài thị trường rất là khó mua, tại vì là nó bán theo số lượng. Đặc biệt trong dịp Tết thì cái bưởi này ví một trái nắm trên tay ấy, thì có thể làm tầm 100 đến 150 đến 200 một trái trong dịp Tết mà không có đủ số lượng. Nó không giống như bưởi xa xanh hay bưởi năm roi, nên là nhiều người khi ra thị trường mà mua cái loại bưởi này thì nhiều người sẽ nghĩ nó là bưởi Tân Triều. Thực tế có phải bưởi Tân Triều hay chưa thì không ai kiểm định được chuyện đấy. Nhưng mà chị có cái này là chính gốc mình mua là yên tâm nhất đúng không chị? Đúng rồi. Nó ngọt nữa đúng không chị? Đúng rồi. Nó rất là mỏng vỏ mà nó rất là ngọt. Với những người kén ăn trái cây như mình cũng rất là thích ăn quả này. Mọi người thấy nè, cái bưởi thế này ấy, thì là có thể chưng thì rất là ok này. Trái nó to tròn, đặc biệt là người ta để cuốn luôn đúng không chị? Người ta để cuốn để mình chưng, và bây giờ thì mình sẽ gọt cái bưởi xem như thế nào nha. Mình ăn như đây là mình không còn giữ cuốn. Và một trong những cái đặc biệt của bưởi đó là vỏ bưởi chúng ta hay dùng để gọi đầu, cho nên là với cái việc mái tóc thưa thế này thì mình sẽ gọt sơ cái phần vỏ ra để lấy cái vỏ về nấu nước gọi đầu. Thơm. Một trái này là trung bình chắc cỡ 1kg hả chị? Hơn 1kg. Trái nhỏ nhưng mà thực chất nó đặc ruột nên là rất là nặng. Trời ơi, hình như là nó sát vỏ này. Vỏ rất là mỏng luôn nha. Này, em tưởng đâu là như vỏ bình thường của mình ấy, thì em định sát mỏng cái vỏ này thôi này, nhưng mà ai ngờ sát một phát là nó vô tới trong này nè. Vỏ rất là mỏng nha mọi người. Này. Nên là mình gọt sơ qua thế này xong mình mới gọt lại, tại vì gọt lấy cái vỏ này để về chiều nấu nước. Rồi nó bắn nước lên. Dầu ấy chị, dầu nhiều. Xong cái phần này chúng ta bỏ qua một bên đi. Cái này mà tắm cái bụi là thơm lắm này. Đúng rồi, gọi đầu ấy. Quá thơm luôn á. Trời, nó rất là mỏng kìa. Nó rất là đặc ruột nên là nắm một cái trái nó rất là chất lượng á. Cái giá trị của trái bưởi nó khác hẳn luôn á. Mỏng dánh à. Tại vì như vỏ của bưởi bình thường của mình ấy là mọi người đắng quá. Đắng nó mới là ra tinh dầu tốt. Ngoài ra cái vỏ bưởi còn dùng để làm mứt vỏ bưởi á chị Hân. Đúng rồi. Ở chỗ chú Nam Huệ, cái người mà mình hay đi làm này thì chú đang làm mứt vỏ bưởi được bướng cho Tết. Nói chung chú là một trong những doanh nhân được nhà nước mình gọi là gương nông dân sản xuất giỏi cấp quốc gia, và hình như đã được nhận huân chương lao động hạng 3 về sự phát triển nông nghiệp nông thôn á. Là chị quay hồi nào chị? Hôm qua hả? Hôm qua. Buổi trưa ăn bưởi, ăn cơm xong ăn bưởi vậy là cũng giảm cân nữa nè. Với những người mập thì ăn bưởi như chủ thớt. Những người mập như chủ thớt thì rất là nên dùng bưởi. Nhưng mà mọi người xem này, cái quả bưởi đúng là chất lượng luôn á chị. Bưởi này là không chê vào đâu được luôn á. Làm sao mà chê vào đâu được, với người khó tính như chị còn không thích ăn bưởi là còn thích nữa mà. Bưởi này hình như em nghĩ là không cần dùng muối ớt luôn á. Trời, nó ngọt lắm em, nó gọi là bà Thu hay nói là cái gì nhỉ? Tứa từng kẻ răng ấy. Vậy là từ tách luôn rồi. Đúng rồi. Nhìn ngọt sát chứ. Trời, hôm qua em mua, hôm kia chứ mua một trái bưởi, nó gọi là bưởi Tam Triều, bưởi Tân Triều gì đấy chị. Bưởi Tân Triều. Dạ. Cũng ngọt nha, nhưng mà một trái là tới gần 50.000, nhưng mà theo một cái chị làm chuyên về nông nghiệp thì khả năng mà bưởi nhái hả chị? Rồi. Có khả năng đấy, tại vì bưởi Tân Triều nó nhiều khi nó không giá, hoặc là cái trái mà em mua nó là cái trái thuộc dạng loại 2, loại 3. Bỏ bưởi để ngoài chị. Em hồi lấy về tối gọi đầu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xẻ ra nha. Cái này phải tách muối ăn mới ngon, không được xẻ kiểu đó em ơi. Tách muối. Em dùng cái tay phía sau ấy. Lật cái đít nó lên đúng rồi. Cái này mà em xẻ là nó không ngon rồi. Có
có thể là khả năng hôm qua cái trái em mua nó là thuộc loại loại 2, loại 3 đấy, là loại dạt đấy chứ nó không phải loại 1. Nhưng loại mà bán mà cũng đắt lắm. Mạnh mẽ lên, hãy dùng sức mạnh của voi, của long lên. Cố lên. Cái này dư thừa xấu quá để chủ phụ thớt ăn. Gọn liến này, gọn liến này thôi. Ngọt quá nè. Ngon không? Rất là ngon đúng không? Từ nó từng kẽ răng các bạn ạ. Nhưng mà chị theo chị ăn bữa bình thường với lại bữa này thì chị ăn thử miếng, chị review cho em xem thử. Nghe phụ thớt review bữa này thử xem thế nào nha cả nhà. Đang trưa rảnh, hôm nay thứ bảy nên là quay buổi sáng xong rồi giờ ở không thôi, chị cũng đi quay nữa. Chị quay gì thu thêm gì thua. Để thu ăn, để thu ăn thôi. Thu cảm với thu là bây giờ là nó đã tứa ra từng kẽ răng rồi. Từ đó từng kẽ răng rồi đó. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng ấy. Tại vì nhìn chỉ cần để lạnh trong tủ lạnh xíu thôi thì nó sẽ, tôi nghĩ là sẽ nát hơn, là sẽ cứng hơn tép bưởi đó. Nhưng mà bữa ăn là bữa ăn là không ngon nữa đúng không? Lắm. Thì có thể ăn này nó rất là khá là mềm, tại nó không quay thu em quá cứng. Thật ra bỏ tủ lạnh ấy, thì chỉ cần bỏ khoảng đủ lạnh để lấy ra ăn thôi ấy, thì nó rất là ngon. Không nên bỏ mà đến nó cứng thì cảm giác nó bị hơi sơ rồi. Em không hiểu tại sao nha. Mà bữa mà ví dụ như ăn không hết, không bỏ tủ lạnh là cái phần này là nó cứng, nó rợp lại. Nó cũng khô luôn á, nó khô, bị khô. Nó bị hút hết rồi. Vậy là mọi người ăn tôi quay hả? Ghê đúng không? Chị chờ xíu mấy phút rồi chị nha. Để em ăn cảm nhận thử. Không không phải ăn muối bạn nha. Nhiều nước. Mỏng nước. Và tép nó không có cứng, nó cũng khá là. Nhưng mà trái bưởi này 70.000 á. Nếu mà dịp đặc biệt hoặc là này kia mình mua, chứ nếu như mình thường xuyên ăn bưởi mà mua 70.000 trái thì cũng hơi ngán nha. Đúng rồi, hơi mắc, hơi mắc. Nhưng mà thật ra thì nó là dạng như bưởi này nó hơi kén người tiêu dùng. Tại với những người mà biết ăn và kiểu như nhà hơi giàu ấy thì người ta mới ăn được. Chứ là tại vì cái bữa này họ trồng theo cái tiêu chuẩn nó an toàn về sinh phẩm ấy. Nên là những cái người mà giàu, những cái người có điều kiện người ta chỉ thích ăn bữa này thôi. Đôi khi là chủ vườn không đủ số lượng để cung ứng nữa. Bữa này hiện nay thì có xuất khẩu nước ngoài không chị? Không, trong nước còn không đáp ứng đủ mà làm sao xuất khẩu được. Là cụ thể là địa chỉ vườn ở đâu chị? Chị không nhớ ở đâu nhưng mà chị nhớ là ở, chỉ cần lên mạng search chữ bưởi Tân Triều Nam Huệ. Tại vì bác Nam Huệ này có một cái làng du lịch bưởi Tân Triều đầu tiên ở phía Nam ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai.